mình thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, là ngày vía thần tài. Tiền có bày ra một cái mâm cũng đơn giản để tiền vía, để cầu chúc cho năm mới phát tài, may mắn, bình an, tấn tài tấn lộc, muốn gì được đó. Thì cái này thì các bạn muốn vía như thế nào thì tùy theo mỗi người thôi. Tiền thì tiền vía đơn giản à, có cái gì thì mình vía cái đó. Nhưng mà có một chén gạo, muối, nước và những cái lọc nào mà mình muốn xin thì mình cứ bày lên, mình để lên là được rồi. Đây, đây là tiền đã bày ra đó, nguyên một mâm đây, cũng đơn giản. Hy vọng là năm nay tấn tài tấn lộc tấn bình an, may mắn, may mắn thật may mắn, như vậy là được rồi. Nhưng nói gì thì nói, sức khỏe rất là quan trọng. Cầu gì cầu, phải cầu bình an trước rồi mới cầu tài cầu lộc. Đây là cái bộ vía thần tài nè. Cái này là ngày vía thì mình muốn xin gì đó mình xin. Đó, tiền quay cho các bạn coi, tiền chỉ làm đơn giản vậy thôi. Rồi, tiền xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tiền. Tiền chúc các bạn năm mới phát tài, may mắn, bình an, tấn tài, tấn lộc. Bye bye.